Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ trưa nay, ngày 13 tháng 10. Thưa quý vị và các bạn, gió đông bắc hoạt động mạnh đã gây ra mưa to, kèm theo gió giật và sóng lớn trên vùng biển khu vực miền Trung, khiến nhiều tàu thuyền gặp nạn. Trong hai ngày 11 và 12, đã có 3 chiếc tàu gặp nạn, đã được cứu hộ kịp thời và không có thiệt hại nào về người. Dự báo trong những ngày tới, tình hình thời tiết chưa có dấu hiệu tốt lên, do vậy bà con ngư dân nên hạn chế các hoạt động ra khơi để đảm bảo an toàn. Để nhập với những thông tin thời tiết trên đất liền, do đới gió đông bắc vẫn tiếp tục hoạt động, kết hợp với điều kiện địa hình của Trung Bộ và tác động của đới gió đông trên cao, nên mưa dông vẫn xuất hiện trên diện rộng tại khu vực với vùng trung tâm mưa là các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế. Nhiều nơi còn đạt mức mưa to đến rất to. Do có mưa nhiều nên nhiệt độ cao nhất trưa mai dao động từ 25 đến 27 độ, sau tăng lên khoảng 1 đến 2 độ trong những ngày tiếp theo. Đi kèm với mưa lớn là khả năng xuất hiện lũ ven các sông lớn tại khu vực này. Thêm vào đó là nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi. Do vậy, người dân tại Trung Bộ cần cảnh giác cao với những nguy hiểm tiềm ẩn mà mưa lớn mang lại. Trong khi đó, khu vực Nam Trung Bộ, mưa dông chỉ xuất hiện cục bộ vào lúc chiều tối với lượng không nhiều, ban ngày trời có nắng, nhiệt độ cao nhất ban trưa đạt ngưỡng từ 29 đến 32 độ. Trở ra Bắc Bộ, trong hôm nay và 3 ngày tới, toàn khu vực nằm trọn trong khối khí lạnh và khô, nên vào ban đêm, nhiệt độ vẫn ở mức từ 18 đến 22 độ. Tuy nhiên, đến trưa chiều, trời hửng nắng và ấm áp hơn khi nền nhiệt được nâng lên mức 27 đến 30 độ. Lúc này, người dân Bắc Bộ có thể tận hưởng được bầu không khí trong lành của những ngày cuối thu. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa cũng đang trong thời kỳ suy giảm. Ban ngày trời vẫn có nắng cùng nền nhiệt từ 27 đến 30 độ ở Tây Nguyên và từ 30 đến 33 độ ở Nam Bộ. Tuy nhiên, từ ngày 15, mưa rào và dông sẽ có xu hướng tăng hơn trên các khu vực này, nhưng lượng mưa cũng không nhiều, chỉ phổ biến từ 5 đến 10mm một ngày. Và tiếp theo là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, 3 ngày tới trời phổ biến không mưa, trưa chiều có nắng và khô ráo, đêm và sáng trời rét nhẹ, nhiệt độ cao nhất vào thời điểm ban trưa dao động từ 27 đến 30 độ. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, 3 ngày tới trời phổ biến không mưa ngày nắng, đêm và sáng trời rét tại vùng núi và lạnh tại các tỉnh Trung Du và Đồng Bằng. Mức nhiệt cao nhất ngày phổ biến từ 25 đến 28 độ, sau tăng lên từ 27 đến 30 độ trong ngày 16. Khu vực từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế, từ ngày 14 đến ngày 16 nhiều mây, có mưa, mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh, vùng núi đề phòng lũ quét và sạt lở đất, nhiệt độ từ 26 đến 29 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, những ngày tới trời nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa có nơi mưa to, phía Nam có mưa rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh, nhiệt độ từ 29 đến 32 độ. Tại khu vực Tây Nguyên, ngày mai mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 28 đến 31 độ. Sang hai ngày tiếp theo, mây thay đổi ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nên nhiệt độ giảm nhẹ, phổ biến từ 27 đến 30 độ. Tại khu vực Nam Bộ, ngày 14 ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung nhiều ở các tỉnh Tây Nam Bộ, nhiệt độ dao động từ 30 đến 33 độ. Ngày 15 và ngày 16, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ giảm nhẹ. Tại khu vực Hà Nội, 3 ngày tới trời phổ biến không mưa ngày nắng, đêm và sáng trời lạnh, mức nhiệt cao nhất ngày phổ biến từ 25 đến 28 độ, sau tăng lên từ 27 đến 30 độ. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc hoạt động cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7 trong ngày 14, sau giảm dần về cấp 5 có lúc cấp 6 biển động, không thuận lợi cho hoạt động của tàu thuyền. Trong khi đó, thì khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, trời phổ biến tạnh ráo ít mưa, tầm nhìn xoa thoáng trong ngày 14, sang ngày 15 và ngày 16, mưa rào và dông xuất hiện dưới diện rải rác, làm tầm nhìn giảm thấp từ 4 đến 10 km trong mưa. Tuy nhiên, gió chỉ hoạt động yếu cấp 3, cấp 4, nên ít gây trở ngại cho các hoạt động hàng hải. Bản tin thời tiết 12 giờ trưa ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các quý vị trong bản tin tiếp theo.